Ngày 8 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công tổ chức hội nghị triển khai giả soát công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, thành phố Sông Công đã thực hiện 37 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo nghị quyết 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Kết quả tỷ lệ tiêm chủng toàn thành phố nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên, số tiêm đủ liều cơ bản là 54.975, đạt 98,96%. Nhóm tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi là 6.644, đạt 99,4%. Nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 đạt 37,26%, mũi 2 đạt 18,1%. Theo đánh giá của CDC Thái Nguyên, hiện tại mũi tiêm nhắc lại lần 1 của thành phố mới đạt 70%. Nguyên nhân là do thành phố Sông Công được ưu tiên phủ vaccine sớm. Do vậy, có nhiều người từ địa bàn khác đến tiêm mũi 1, mũi 2 ở giai đoạn đầu, đến khi tiêm mũi 3 thì về nơi cư trú tiêm. Cùng với đó, một bộ phận người dân sau khi mắc COVID-19 thì chủ quan không tiêm nhắc lại. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về tác dụng tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, thực hiện ra soát tất cả các nhóm đối tượng, tổng hợp chính xác số lượng cần tiêm vaccine phòng COVID-19, điều tra tổng hợp đối tượng tại các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn.